Tính đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước có khoảng 17,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 900.000 người so với thời điểm cuối tháng 9. Với đà tăng này, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 287.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của năm 2022, nếu tích cực đôn đốc các nhóm học sinh sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp, xiêm nghiệp có mức sống trung bình thì độ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đạt khoảng 92% dân số. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký ban hành một số văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia, tăng nguồn thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thời điểm cuối năm.